Luật dầu khí cần mang đặc thù dầu khí là nhân đề của cuộc tọa đàm trực tuyến do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN và báo Lao động tổ chức vừa được diễn ra tại Hà Nội. Cuộc tọa đàm nhằm đóng góp cho bản dự thảo luật dầu khí sửa đổi, thay thế luật dầu khí 1993, sửa đổi bổ sung năm 2000 và 2008 trở nên hoàn thiện và thực tiễn hơn trên cơ sở nhận diện các bất cập khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi luật dầu khí hiện hành, khách mời là các nhà quản lý, các chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành dầu khí, có nhiều năm kinh nghiệm và dõi theo các bước phát triển của ngành đã đưa ra những ý kiến và giải pháp cụ thể để đảm bảo tính logic, thống nhất giữa các nội dung của dự thảo luật dầu khí sửa đổi và thiết lập khung pháp lý phù hợp, từ đó thúc đẩy và phát triển hoạt động dầu khí khôi phục tính hấp dẫn cho môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí để thu hút được nguồn vốn đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài. Cuộc tọa đàm cũng nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành dầu khí Việt Nam 27 tháng 11 năm 1961, 27 tháng 11 năm 2021.